Sau khi vấp phải sự chỉ trích của đông đảo người hâm mộ Super Junior, hai đầu bếp có những ngôn từ khiếm nhã với nhóm nhạc Hàn Quốc đã bị cho thôi việc. Nguồn cơn sự việc bắt đầu khi Super Junior hoàn tất đêm nhạc tại thành phố Hồ Chí Minh và trở về Hàn Quốc, thì bất ngờ một đầu bếp khách sạn nơi nhóm nhạc lưu trú đã đăng tải lên mạng xã hội những lời lẽ không hay về nhóm. Sự việc còn gây phẫn nộ hơn khi phía dưới bài viết, một đồng nghiệp khác của người đầu bếp này còn để lại bình luận cho rằng nhóm nhạc này báo đời. Với việc dùng lời lẽ thiếu tôn trọng Super Junior, cộng đồng người hâm mộ nhóm nhạc đã chỉ trích gay gắt hai người đầu bếp. Trong khi đó, nhiều khán giả cũng cho rằng hành vi trên của cả hai là quá thiếu chuyên nghiệp, nhất là khi họ đang làm trong ngành dịch vụ. Để có câu trả lời thỏa đáng, người hâm mộ Super Junior thậm chí còn gửi đơn khiếu nại đến khách sạn nơi hai đầu bếp làm việc. Rất nhanh chóng, tổng giám đốc khách sạn đã viết thư xin lỗi về sự việc đáng tiếc, đồng thời thông báo cho thôi việc nhân viên vi phạm. Phía hai đầu bếp cũng đưa ra lời xin lỗi chính thức trên trang cá nhân. Trước đó, vào tối 11 tháng 3, Super Junior đã tổ chức thành công đêm nhạc Super Show Night tại thành phố Hồ Chí Minh, thu hút hơn 15.000 khán giả. Các thành viên liên tục trình diễn những bản hit đình đám và cảm ơn người hâm mộ Việt đã luôn ủng hộ và theo dõi nhóm trong suốt hai thập niên qua.